xưởng sản xuất gốm sứ Đức Bích xin được gửi tới quý anh chị và các bạn một bộ sản phẩm đang được ưa chuộng và săn đón nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Đó chính là bình phong thủy hút lộc. Phong thủy là một bộ môn khoa học đã được công nhận. Chính vì vậy mà những vật phẩm giúp cải thiện phong thủy trong gia đình thì luôn luôn được các gia chủ quan tâm và săn đón. Bình phong thủy thì không những giúp trang hoàng nhà cửa thêm trang trọng hơn mà còn giúp cho chiêu gọi tài lộc hay cân bằng âm dương trong gia đình. Ngày hôm nay, xưởng sản xuất gốm sứ Đức Bích của chúng tôi xin được gửi tới quý anh chị và các bạn một bộ sản phẩm mang tên bình phong thủy hút lộc, thuận buồm, xuôi gió, với ý nghĩa mong rằng gia chủ sẽ luôn luôn gặp được những may mắn, bình an trên lộ trình cuộc đời của mình. Sản phẩm bình phong thủy hút lộc, thuận buồm, xuôi gió được làm từ gốm sạch 100% không tạp chất, được chính những nghệ nhân của Bát Tràng chắp bút vẽ bằng tay. Với dáng miệng nhỏ, thân phình to sẽ khiến cho vượng khí được lưu giữ ở bên trong mà không hề bị phát ra ngoài. Đặc biệt, về phần màu để thêm sinh động, các nghệ nhân của chúng tôi cũng tô vẽ một cách thủ công, khiến cho bức họa trở nên độc đáo hơn bao giờ hết. Điểm đặc biệt của bình đó chính là phần miệng và phần thân được điểm xuyến bằng các sắc ánh vàng kim được nhập khẩu từ Đức. Theo phong thủy, đây chính là điểm phát sáng, thu hút tụ lộc cho gia chủ. Sản phẩm bình phong thủy của chúng tôi không những làm đồ vật để trang trí nhà cửa mà còn được coi là một món quà vô cùng sang trọng và ý nghĩa. Hiện tại, bộ sản phẩm bình phong thủy hút lộc, thuận buồm, xuôi gió thì đang được bán với giá cực kỳ ưu đãi tại xưởng sản xuất gốm sứ Đức Bích, khi tất cả các kích cỡ của chúng tôi đều được giảm 20%. Đặc biệt là size 28cm, giá khởi phát là 3.200.000 đồng, nay giảm chỉ còn 2.560.000 đồng. Size 31cm cũng được giảm tới 20%, khi 3.600.000 đồng, nay chỉ còn là 2.880.000 đồng. Và cuối cùng là sản phẩm size 36cm, giảm từ 5 triệu xuống còn 4 triệu đồng. Quý vị hãy nhanh tay để lại bình luận ở dưới video để chúng tôi có thể tư vấn cho quý vị một cách chu đáo nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.